Xin chào các bạn. Đây là đường Trần Nhân Tông. Mình sẽ rẽ vào Bến Thóc. Đường Bến Thóc là đi thẳng luôn. Đi thẳng đến đường Thái Huy Tập này, xong đến đường Thành Trung này, xong đến đường Điện Biên này, đi thẳng quốc lộ 21 lên thành phố Hà Nội đấy. Đây, đường này là Bến Thóc nha các bạn nhé. Đoạn đấy, từ đoạn Bến Thóc này là đến đến đường Hàng Thao trên này thì rẽ phải là cấm ô tô nhá. Các bạn xem để ý biển cấm ấy. Các bạn muốn rẽ lên cầu Đào Quan là các bạn lên đường bên trên nhá. Đây này. Đấy, đường Hàng Thao đây này. Cấm từ đoạn này vào nhá. Họ cấm từ đây vào, không cho lên vào đường Trần Hưng Đạo đấy. Lên cầu Đào Quan đấy. Các bạn muốn lên cầu Đào Quan là đấy, rẽ ngay trên này này. Rẽ ngay chỗ xe trộn bê tông này này. Thì các bạn mới đến lên cầu Đào Quan được nhá, và đường Trần Hưng Đạo được nhá. Còn đường bên dưới kia là cấm nhá. Cấm xe ô tô đi vào nhá. Tại vì đi vào đấy là hai bên đều cấm nhá. Bên này là đường Hàng Thao, bên kia là Phan Đình Phùng. Tại vì cấm đường đấy, ô tô đi vào nữa thì sẽ hay tắc đường ở ngay đầu cầu ấy, thì người ta sẽ cấm thì cho vào từ trên này thôi. Còn đây là trên này là đường Hà Huy Tập rồi, đi thẳng đây là đường Hà Huy Tập nhé. Đây là đèn đỏ giao với đường Bến Thóc với đường Trần Phú. Còn lên đến trên kia thì đường Hà Huy Tập. Có ngay quảng trường đây. Cái này gọi là quảng trường hay cái gì nhỉ? Bên trái là VNPT Bưu Điện này. Dịch lên bên trên nó là bệnh viện Nhi thành phố Nam Định ở đây này. Đây ở bên trái đây là bệnh viện Nhi này, thành phố Nam Định này. Đèn xanh đèn đỏ đường Hà Huy Tập giao với đường Trần Đăng Ninh. Thì đi rẽ trái là Trần Đăng Ninh này là đến ga Nam Định, còn rẽ phải là đến đường Hàn Thuyên, lại ra đến đường Thái Bình, đến cầu Tân Phong, đến thành phố Thái Bình. Đây, trên này là đường tròn giao nhau với đường Quang Trung, đường Quang Trung, đường Thành Trung, đường Hà Huy Tập. Đây, rẽ phải là vào Quang Trung đấy, còn rẽ trái là vào Thành Trung. Thành Trung lên đấy đường đấy, đi thẳng xong rồi đường Điện Biên, hết đường Thành Trung thì đến đường Điện Biên.
bên phải là đường Trường Chinh. Đường Trường Chinh thì đi thẳng đến được cũng lại đến đường Thái Bình, lại đi sang Thái Bình đến cầu Tân Phong. Còn bên trái là đường Lương Thế Vinh. Đường Lương Thế Vinh này thì đầu này thì rộng, mà đầu bên ga Nam Định kia thì hẹp. Nhưng mà ô tô vẫn đi lọt, ô tô to thì không đi lọt nhé. Còn đây là đường Điện Biên rồi. Đường Điện Biên thì đấy, cái tòa chung cư này là ngày xưa là bến xe thành phố Nam Định ấy. Ngay bên phải đấy là siêu thị Micom. Thì ở trên này thì cái tòa nhà chung cư trên này là ngày trước là bến xe thành phố Nam Định, nhưng mà bây giờ là chuyển lên chỗ Bixi trên kia rồi. Còn đây là biến thành chung cư rồi. Trong đấy có siêu thị Copmark mới mở trong cuối năm 2018 gì đấy. Còn đèn xanh đèn đỏ trên này thì giao với đường Giải Phóng. Các bạn cứ đi thẳng đường này là đến quốc lộ 21A đi Hà Nội. Rẽ phải xong đến đường tròn, rẽ trái lên đại lộ Đông A là đi thẳng đến bên kia, đến Bixi thì đi quốc lộ 21A, quốc lộ 21B đến trạm thu phí Mỹ Lộc. Còn đây thì quốc lộ 21A. Đường Điện Biên thì hơi dài, trên kia thì có cái cầu vượt đấy. Đến cầu ốc thì mới hết đường Điện Biên kìa. Trên này thì rẽ phải thì đường Nguyễn Công Trứ nhá. Nhưng mà mình sẽ rẽ trái được. Đấy, rẽ phải là Nguyễn Công Trứ nhá, đường Nguyễn Công Trứ nhá.